Xin chào quý vị, tên của mình là Hannah Ái Hành Trần, khoa học gia về khoa học xét nghiệm 32 năm trong ngành nghề và đã ngừng làm giám đốc khoa học xét nghiệm cách đây từ hồi tháng 3 năm 2013 tới bây giờ để theo đuổi cái đam mê của mình là cộng tác với công ty New Skin để giúp cho mọi người có sức khỏe tốt hơn và phòng chống bệnh tật và nhất là ung thư. Tại vì mình có ông xã chết vì ung thư ở một cái tuổi rất là trẻ, 53 tuổi. Thành ra mình cũng đã học hỏi và khảo cứu rất nhiều về ung thư. Và lấy nhiên nó liên hệ tới các bệnh khác luôn. Tại vì ung thư là cái bệnh nặng nhất. Nếu mình bị thì mình sẽ mất mạng thôi. Thành ra sau hơn 5 năm đọc rất là nhiều sách và được học hỏi từ các khoa học gia, 75 khoa học gia của công ty New Skin về những kiến thức của họ, thì mình có một cái số kiến thức mà mình rất hân hạnh được chia sẻ với cộng đồng Việt Nam. Khi nào mình có thể. Hương Đỗ nè, là người vô trước thì cô ơi, sau khi viêm màng não thì uống sản phẩm gì để hỗ trợ viêm? Tất cả các cái gì mà viêm á, thì quý vị nên nhớ ngay đến sản phẩm Elok Youth nhé. Bên Việt Nam mình gọi là White Span. Còn nó liên hệ tới, tại vì Elok Youth á, là nó đi vô, nó chỉnh sửa hơn 1.500 cái hệ thống gene của mình. Và nó tái thiết lại, sửa chữa và duy trì nha quý vị. Thành ra viêm và nhiều thứ khác nữa mà ấy lớp youth hoặc là white span có thể làm được, mà nó đi vô vào cái hệ thống gene của mình rất là powerful, tức là rất là có hiệu nghiệm, và powerful tức là khủng khiếp, tức là, không phải khủng khiếp là sai, tức là năng lực, tức là vô cùng tuyệt vời. Nói vậy đi nhá, thì khi mà nghĩ tới viêm á thì bắt các quý vị ấy lớp youth nhá. Rồi nếu mà nó liên hệ tới cái gì về não đó thì kiến thức nhé các bạn. Thì mình có nano siêu CoQ10 với lại có Marine Omega 3, thì tất cả những thứ đó nó nằm trong Elok Youth nha. Thành ra nếu mà mình nói từ tiết kiệm nha, cô luôn luôn nói đi trước là cái nào mà hạ tiện tiện nhất, tiết kiệm nhất, thì là mình dùng cái Elok Youth mà liên hệ tới não cũng đúng luôn. Mình có tiền lên một tí thì mình cho thêm vô cái nano siêu CoQ10. Và bây giờ nếu mà mình có tiền thêm tí nữa thì mình luôn luôn cái cơ thể mình, kể cả tế bào não phải khỏe mạnh, đầy đủ dinh dưỡng, thì đó là nếu mình đi đo cái biophotonic scanner mà cái số đo của cái chất chống oxy hóa của mình là dưới 50.000 thì quý vị phải tự động cho cái người bệnh đó lên Lipac Nano hoặc là Lipac cộng với Marine Omega quý vị nhé. Ok, rồi cô xong phần quý vị đó. Còn Thanh Dung Huỳnh, cô ơi, thuốc TNIT có tác dụng như thế nào ạ? Cháu TR90, Thanh Dung Huỳnh, nó là giảm mỡ và tăng cơ cho mình nhé. Nó chỉ có vậy thôi và có kết quả trong vòng 90 ngày. Thì khi mà cháu lên TRNID, trước khi cháu lên TRNID đó, 90 đó, thì cháu phải nhờ cái người bảo trợ của cháu đo cho cháu của cái cân Omron. Thì nó phân loại 7 cái chỉ số cơ thể cho mình ha. Là mỡ, rồi cơ bắp, rồi BMI, tức là cái sự cân đối của cơ thể, rồi mỡ bụng, rồi trọng lượng của cái cơ xương, cái cơ bắp của mình là bao nhiêu, mỡ cơ thể, mỡ bụng, rồi BMI là cân đối cơ thể, và chiều cao và cái tổng số nặng của mình. Thì cái đó là 7 chỉ số mà mình cần phải có trước khi mình lên TRNID. Sau 30 ngày đó, sau 90 ngày, 3 tháng á, thì mình đo lại cái Omron thì mình sẽ thấy rõ ràng cái sản phẩm này nó hiệu nghiệm. Nhưng cái quan trọng nhất 50% để đạt được kết quả vẫn là ăn uống đúng, không có ăn uống theo kiểu cũ được. Tại vì mình ăn uống sai, cái kiểu cũ của mình là ăn uống sai thì mình mới mập và mình có nhiều mỡ. Thì bây giờ muốn ấy thì cái trước nhất 50% để hỗ trợ cái chương trình này mình phải vẫn là ăn uống đúng. 25% còn lại là mình vẫn phải đi tập thể dục nhá, 30 phút mỗi ngày, 5 lần một tuần. Và cái 25 phần còn lại đó là cái bộ TIA này thì nó hỗ trợ mình và bảo đảm với cháu với lại các bạn là trong vòng 90 ngày có kết quả. Tại vì cô đã dùng lâu rồi và cô đã xuống TRNID cách đây đội trường từ hồi mà cái bộ S30 đó là Slimming Solution ra cách đây mấy tháng do cái đội ngũ Gear Design đó cho ra cái bộ này, thì mình thấy nó rẻ tiền hơn và nó hợp với kinh tế hơn. Và đối với những người nào mà không bị béo phì ha, mình nói trước nhất là mình vừa người nè, rồi mình lên tí nữa là mình hơi quá cân nè, mình lên tí nữa là mập, mình lên tí nữa là béo phì. Nếu các quý vị trên hơi quá cân và hơi mập thôi thì cái SS30 nó có thể hỗ trợ được quý vị để trở lại cái hình thon gọn. Còn nếu mà quý vị béo phì thì quý vị nên dùng mới cần phải dùng TR90 để nó đi nhanh hơn. Rồi sau đó khi mà mình xuống ký được một chút đó, mình muốn
maintain và duy trì nó, cũng như cô là bây giờ là rất là vừa người, nhưng mà để duy trì không có bị mỡ nó đóng trở lại trong người mình. Và cô nhiều khi cô cũng ăn thả dàng, mỗi một ngày cô cũng ăn đồ, một tuần cô vẫn ăn một ngày cô cũng ăn bậy bạ, tức là ăn đồ những cái gì mà cô thích đó, tinh bột nhiều đại khái có, thì cô phải dùng S30 để nó duy trì cho người cô lúc nào cũng chuẩn nhá quý vị nhá. Thì cái đó là cái có nhiều người hay nói là khác nhau giữa S30 và TR90 là gì, thì nhân tiện đây cô nói luôn nhá. Bây giờ cô hỏi vô nhiều quá thì cô nói nhanh nhá, quý vị phải chuẩn bị viết xuống những cái gì cô nói, tại vì cô sẽ nói rất là nhanh để hỗ trợ càng nhiều người càng tốt. Kha Đoàn, bị dị ứng người ta còn gọi là phong ngứa thì dùng sản phẩm nào cô? Thì bây giờ cháu Kha Đoàn, cô có một bài nói về dị ứng nhá, nhưng mà ở đây thì cái đó thì cháu nên vô xem để cháu biết nhiều hơn nhá. Thì cháu bây giờ ở đây đó thì cô nói là dị ứng đó, thì cái sản phẩm làm ơn cho cô biết Việt Nam hay Mỹ luôn nhá. Thì cô trả lời theo thị trường thì nó tốt hơn. Dị ứng thì trước nhất là dùng Life Pack Nano, tại vì cái dị ứng là vì hệ thống miễn nhiễm của mình thấp. Thành ra cái mà rất là hỗ trợ rõ rệt nhất và ít tốn tiền nhất vẫn là Life Pack Nano. Ok, thì ở Việt Nam nghe Life Pack Nano thì biết ngay là Life Pack với lại Marine Omega. Rồi sau đó mình ở thị trường Mỹ mình có một cái sản phẩm là AI E10 Ultra. Thì nó hỗ trợ dị ứng, có vậy thôi quý vị nhé. Rồi, tin tưởng hai sản phẩm đó, tại con gái cô bị kinh niên dùng rất là nhiều năm. Cái sản phẩm Zyrtec lớn lên từ 10 tuổi cho tới 18 tuổi bị phải dùng Zyrtec cho tới lúc mà gặp công ty New Skin này, tụi cô cho lên cái sản phẩm AI E10 Ultra với lại Life Pack Nano. Thì con gái cô bây giờ ngày xưa đó lúc mà làm xét nghiệm về máu đó là dị ứng cả gần không biết bao nhiêu chục thứ. Bây giờ thì nàng ăn thả dàng, muốn ăn gì ăn, không còn dị ứng một thứ gì nữa nha quý vị. Thành ra cái Life Pack Nano cộng với AI E10 Ultra vô cùng mạnh ha. Ở Việt Nam thì mình dùng Life Pack với lại Marine Omega quý vị nhé, và G3 G3 nếu mà là trẻ con nhé. Ok rồi, cảm ơn cháu Thúy Diễm nhé. Từ Nga, cô ơi ở Mỹ mắc bị khô và ngứa thì dùng gì? Hay quá, ở Mỹ mắc bị khô và ngứa, sản phẩm rất tuyệt vời cho mắt là Life Pack Nano, vẫn là Life Pack Nano, tại trong đó nó có nhiều vitamin, nó có vitamin A và D hỗ trợ cho mắt. Và bị khô và ngứa thì cô đã có kết quả rất nhiều người, thì phải dùng G3 cộng với lại I Formula, gấp với lại I Formula quý vị nhé. Nhưng mà đằng sau cái tư tưởng của cháu, nếu mà cháu có tiền cháu vẫn có thể dùng thêm Eloquid từ Nga nhé. Rồi bây giờ để được công bằng cô phải lên cái cuối cùng, tại vì các cháu mà lên, ok cô đang ở cuối, các cháu mà ở dưới cuối của cái lần này thì lại lên trước. 30 tuổi bình thường mà lúc nào cũng đổ mồ hôi đầu và trán thì mình dùng thuốc gì ở Việt Nam vậy cô? Thì cái này cô chưa có câu trả lời và cô xin lỗi về vấn đề đó. Nhưng những cái người nào đổ mồ hôi nhiều á thì mình có thể dùng cái xà phòng tắm đó của bên Việt Nam đó, tất cả những hệ thống Việt Nam phải không ạ? Hay là Mỹ cũng vậy, tất cả những hệ thống xà phòng tắm của công ty rất là tuyệt vời. Và bên Mỹ mình thì có cái chai này mà cho để cô đứng lên cô, tại vì con trai cô cũng bị. Xin lỗi, mình phải đứng lên cái kệ sản phẩm của mình để cho quý vị thấy nhé. Tại con trai của cô nó hay là ông con trai của cô cũng hay đổ mồ hôi dữ lắm, và ông xã tương lai của cô cũng hay đổ mồ hôi. Rất là dễ, bình thường mỗi lần tập thể dục là như là tắm, từ mồ hôi chảy ra như tắm đó. Đây là cái mà bên Mỹ mình có mà nó chống hôi cho những người mà đổ mồ hôi nhiều đó quý vị, chống hôi nhá, và rất là tốt. Còn nếu mà dùng bên trong thì cô không biết có cái gì, tại vì cô chưa có kiến thức về đó, nhưng mà cứ dùng Life Pack Nano thôi thì có thể là cái tuyến mồ hôi nó hoạt động hơn người bình thường. Nhưng mà cái này nó hỗ trợ chống hôi, thì anh nào tắm mồ hôi nhiều thì cứ tắm một ngày 2 lần 3 lần đại khái vậy ha, tắm thì thích thôi. Rồi ok, thoát vị đĩa đệm, Thùy Anh Dương, thoát vị đĩa đệm hỗ trợ sản phẩm nào? Thì thoát vị đĩa đệm thì tất cả những cái gì mà về thoát vị đĩa đệm thì quý vị nghĩ ngay đến Việt Nam mình có R square đó, R2, hoặc là mình dùng rẻ tiền hơn một tí thì là Vitality cộng với cái Life Pack Nano vẫn là cái phải dùng, là bộ đôi chung với nhau nhé. Ok, thoát vị đĩa đệm thì chỉ có vậy thôi, mà cái nếu có thêm tí tiền nữa mà để cho nó mà trường hợp nặng quá đó, nhiều khi mình phải dùng thêm Rishimax. Rồi nếu mà có tiền nữa đó để chống viêm, tại vì thường thường khi mà những cái người bị thoát vị đĩa đệm thường thường họ bị sưng đó và đau nhức,
Chống viêm thì đi lên Eloquist hoặc là Wispan quý vị nha. Ok. Rồi hai cholesterol, một cô nào đó à, Chi Nguyễn, hai cholesterol và hai blood pressure nên dùng gì hỗ trợ, thì mình có một cái bài nói chuyện về cái này trong cái YouTube của mình là Hannah Ái Hành Trần. YouTube của mình có cái bài này nhá, hai blood pressure thì nó đi chung với hai cholesterol đi chung với nhau. Thì có nghĩa là trước nhất phải thay đổi cách ăn uống, thay đổi hoàn toàn nhá. Phải ăn khác người bình thường, tức là ăn chuẩn lại chứ không gì hết, tại mình ăn sai mình mới bị cao mỡ. Và cái thứ hai đó là sản phẩm dùng để hỗ trợ. Thì những cái gì mà để hạ cholesterol và hạ mỡ đó, quý vị nghĩ ngay đến trị liệu đó, cho cái vấn đề đó là tea green, phải không ạ? Nhưng mà đồng thời trong cái Lipac Nano, bây giờ lên tiền tí nè, tea green trước nhất một ngày uống 4 viên trước khi đi ngủ, nó nằm ở trong cái bộ SS30. Thì bộ SS30 là sẽ hạ cholesterol và hạ mỡ cho mình quý vị. Tại vì cái châm start đó nhá, châm start với lại cái tea green là sản phẩm lý tưởng cho những người nào hai cholesterol và hai mỡ, mặc dù không nặng ký như mình bị bệnh hai cholesterol, vì vậy mình phải dùng SS30. SS30 nó nhanh quá suốt đời, là tại vì cái châm start và cái tea green nó sẽ giữ cho cái mỡ, nó sẽ đốt mỡ cho mình. Cái tea green nó là thermogenetic, tức là nó tạo nhiệt và nó đốt mỡ cho mình hàng ngày, và đặc biệt mình uống 4 viên trước khi đi ngủ đó đã minh chứng là nó sẽ hỗ trợ đốt mỡ bụng cho mình và có thể là mỡ cơ thể nữa quý vị. Và jumpstart nó có tất cả những thành phần ở trong jumpstart, nó có những cái thành phần để giúp cho đốt mỡ cho mình và nó khởi đầu ngày của mình để hỗ trợ cái sự đốt mỡ trong người mình hữu hiệu hơn. Thành ra cái bộ SS30 Slimming Solution 30 ngày là hỗ trợ cholesterol và hạ mỡ máu cho mình quý vị nha. Nếu có tiền thêm một tí nữa mình phải à, mà không phải có tiền thêm tí nữa mà thật sự muốn 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 hiệu nghiệm, mình vẫn phải dùng Lipac Nano, tại vì Marine Omega nó hỗ trợ hạ mỡ cho mình nữa. Và Eloquist cũng có Marine Omega 3 tuyệt vời trong sự hỗ trợ hạ mỡ máu cho mình ha. Thì đó là những sản phẩm cho cái vị này. Rồi mùng bơi à, cô mới trả lời về thoái hóa cột sống rồi cháu nhé. À, cô ơi bị tim dùng sản phẩm nào? À, các cháu không cho cô biết ở đâu thì cô trả lời tổng quát là bên Mỹ đi nhá. À, nhưng mà Việt Nam thì có thể áp dụng được, tùy theo cái suy ra thôi. Thì bị tim thì những cái gì về tim thì là cái hạt sản phẩm đầu tiên mà mình nên nghĩ tới là Nano Siêu CoQ10, nó hỗ trợ tim. Thì trong Nano Siêu CoQ10 nó ở trong Lipac Nano và ở trong Wispan hoặc là Eloquist quý vị nha. Thì do đó trước nhất là sản phẩm căn bản cho những bạn bị tim. Còn bên Mỹ mình có bán cái lọ Nano Siêu CoQ10 riêng thì mình có thể dùng hỗ trợ tim. Thì tim chỉ có vậy thôi nhá. Lipac Nano có tiền một tí nữa dùng, tại vì cái Marine Omega nó cũng hỗ trợ tim nữa quý vị, và Nano Siêu CoQ10 trong Lipac Nano nó cũng hỗ trợ luôn quý vị nhé. Nhân tiện mình sắp sửa, đây là cái sản phẩm hỗ trợ tim có Lipac Nano và Marine Omega trong này, và đồng thời Youth mình không có để loại Youth ở gần đây thì quý vị nghe hiểu rồi ha. Và Nano nếu mà có tiền thêm, những vị nào mà bị tim nặng quá đó thì dùng, có thể dùng thêm cái Nano Siêu CoQ10 quý vị nhé. Nó có cái chai bán riêng ở bên Mỹ mà thôi. Rồi, anh Thư Nguyễn. Ồ, cháu chạy mất tiêu rồi. Anh Thư Nguyễn bị rối loạn tiền đình, không ăn uống gì được. Nếu mà bị rối loạn tiền đình, ói chóng mặt thì nếu mà cái vấn đề ói mà xảy ra là quý vị là ngay cái hôm mà bị ói mà nhức đầu đó là phải ngay lập tức đi vô bệnh viện nha các cháu. Cháu nào đó, anh Thư. Là tại vì cái đó có thể là hiện tượng đột quỵ đang xảy ra nha cháu. Ok, rồi... nếu mà chỉ bị rối loạn tiền đình không đó thì sản phẩm hỗ trợ đó, nếu mà nói về óc thì sản phẩm hỗ trợ cho bộ óc của mình là Eloquist và Nano Siêu CoQ10 và Marine Omega. Thì những cái thứ đó, Nano Siêu CoQ10 là Marine Omega, cô nói lặp đi lặp lại để từ từ các cháu cũng sẽ nhớ thôi, là nó có nằm ở trong Lipac Nano hạ tiện nhất, rồi sau đó kể tới đó là tiền là có tiền tí nữa lên Youth, mà cái hỗ trợ chính nữa cho óc là Vitality nếu mà hạ tiện tiền, còn nếu mà cao cấp lên một tí á, upgrade lên một tí thì là R-square nhá. Thì cái hỗ trợ tiền rối loạn tiền đình là gì? Lipac Nano, Vitality hoặc là R-square, lên tiền một tí thì là Eloquist cháu nhá. Ok, ở Việt Nam trĩ nội mình dùng gì? Thì cháu ơi, trĩ nội Nguyễn Thị Trang, trĩ nội thì mình có hai sản phẩm ở Việt Nam, hay quá, Lipac cộng với Marine Omega. Nhưng mà bên Mỹ mình có một cái sản phẩm rất là hay để dùng cho cái hộ trĩ nội là Vang Formula. Thành ra nếu mà cháu tìm cách mua được ở bên Mỹ thì rất hỗ trợ nhiều cho người này. Kẹt quá thì không có thì dùng cái Eloquist. Eloquist nó hỗ trợ hệ thống tĩnh mạch
mạch máu thì có thể là hệ mà hỗ trợ luôn cả hệ thống ven của mình các cháu nhé. Và cô có nghe một lần nghe dược sĩ Thị Trang nói về điều này. Dược sĩ Thị Trang là một người rất là giỏi ở bên Việt Nam quý vị. Thì dược sĩ có chia sẻ với cô là đã có kinh nghiệm về cái ALOC youth hay là white span ở bên đó, nó hỗ trợ bệnh ấy nhá, bệnh trĩ nhá. Rồi Thúc Uyên, cái này câu hỏi này quan trọng. Người bị ung thư ngực đã làm chemo và mổ rồi, vậy bây giờ nên dùng sản phẩm nào hỗ trợ? Cảm ơn cháu đưa ra câu hỏi này, tại vì những người này rất cần kiến thức về cái này. Thì ung thư trước, ngay khi chemo và sau khi chemo xong vẫn phải dùng thực phẩm bổ sung, được minh chứng bởi các bác sĩ trong ngành nghề này đàng hoàng quý vị nhé. Hơn 2-3 người bác sĩ cô đã đọc và được chứng nhận là phải dùng thực phẩm bổ sung. Thì nói về ung thư thì mình có những sản phẩm như là Life Hack Nano, lên tiền một tí á, quan trọng nhất là Life Hack Nano, rồi quan trọng nhì là Rishimax. Ung thư nặng dùng 4 viên cho tới 6 viên tùy theo trình độ nặng, tức là nếu mà giai đoạn 2 trở lên thì dùng 4 viên, giai đoạn 3, giai đoạn 4 dùng 6 viên quý vị. Còn giai đoạn 1 thôi đó, hay là sau khi ung thư rồi, như cô bé này thì ung thư rồi thì mổ xong rồi, bây giờ chỉ có duy trì thôi thì dùng cái Rishimax là 2 viên. Mà nếu có tiền nên dùng 4 viên, tại vì nó có tiền sử là ung thư rồi, để cho nó đừng trở lại. Tại vì đã được minh chứng bởi khoa học xét nghiệm là ung thư có thể trở lại kể cả sau 10 năm. Mà nếu mình không ngăn chặn thì chắc chắn 100% với quý vị là nó sẽ trở lại, chắc chắn luôn. Và khi nó trở lại nó đi rất là nhanh, nó không còn ở cái vùng đó nữa. Cái vùng đầu tiên là của quý vị này là vùng ngực, mà nó sẽ đi qua phổi, là cái thứ nhì mà nó tấn công, rồi sau đó là gan. Nhớ quý vị là kinh nghiệm mình, xin lỗi, mình kinh nghiệm khoa học xét nghiệm của mình nhé. Thành ra phải cực kỳ cẩn thận khi mà đã có tiền sử là ung thư rồi nhá. Life Hack Nano, kế đó cái tài chánh lên một tí, Rishimax 4 viên. Rồi tài chánh có nữa tuyệt vời hơn là White Span. Ha. Rồi tài chánh thêm tí nữa tuyệt vời hơn, Tea Green. Ok quý vị. Thì bây giờ mình chưa bị ung thư, mình đang dùng 4 thứ đó mà. Mình chưa bị ung thư, tại vì mình rất sợ ung thư. Ok. Rồi cảm ơn cái cháu đó. Trên Nga Phan. Dư Nguyễn chào cháu. Đau bao tử có dùng S30 được không? Rất được chứ. Nhá cháu, rất được. Không sao hết, nhưng mà nên hỗ trợ thêm với cái bộ của cái tiêu hóa đó, là Nutrify với lại Probio cộng với, nếu mà nặng quá thì dùng thêm cái đó hay quên Digestive Formula nếu mà nặng quá. Còn căn bản cứ dùng Nutrify với Probio thêm với cái S30 là được rồi đó cháu nhá. Rồi trời ơi, Liên Đào Thị Liên mới có 35 tuổi mà bị suy nhược nặng, sức khỏe kém, cô tư vấn cho con. Không cho cô biết thành phố nơi ở thì cô cứ tạm thời đây là cái tên như vậy thì chắc ở Việt Nam. Thì cháu ơi, 35 tuổi thì không có lý do bị suy nhược nhá. Thì cháu có thể dùng cái Life Hack Nano Marine Omega. Nếu mà cháu có tiền thêm tí nữa dùng thêm cái White Span. Và nếu mà cháu ăn uống ít không được á, thì cháu dùng cái sữa của công ty mình là TR90 mà cái bột thôi. Đừng có dùng hai cái kia nếu mà cháu không mập. Vì cháu dùng cái bột thôi thì nó giúp cho cháu hỗ trợ thêm cái protein trong người cháu và nó build cơ bắp cho mình. Thì cơ bắp mình mà được có đó thì mình sẽ khỏe mạnh, tại nó chống đối chứ. Nó hỗ trợ, nó support, nó hỗ trợ cái cơ thể của mình, cái frame của mình. Thành ra uống thêm cái TR90 bột thôi cho những người nào suy nhược và hỗ trợ. Thành ra suy nhược nhá. G3 là tốt nhất là Life Hack Nano, có tiền tí nữa là White Span, có tiền tí nữa là G3. Có tiền tí nữa là thêm cái bột của cái TR90 shake đó, TR90 shake đó quý vị nhé. Ok. Rồi. Ná lần S Phạm cô mới vừa trả lời câu hỏi, nó hơi liên lạc với trường hợp của cháu là bên Mỹ làm sao lên cân rất gầy, đàn ông 52 tuổi rất gầy hả cháu? Thì uống cái bộ TR90 nhưng mà không có dùng TR90 bột thôi, tức là nó gọi là trim shake nhé. Là gầy quá uống 2 ly, còn gầy ít thì uống 1 ly không sao hết. Thì cái đó nó là dinh dưỡng hỗ trợ cho những người nào gầy muốn lên ký. Nhưng đồng thời cũng phải dùng Life Hack Nano. Tại Life Hack Nano là rau củ của mình và nó làm cho mình có khuynh hướng ăn ngon miệng á nhá. Ok, mà gầy mà cũng phải coi chừng, đừng có ăn bậy bạ thì gầy mỡ thì cũng lãnh đủ thôi cháu nhé. Thành ra phải cẩn thận. Có những người gầy nhưng mà toàn là mỡ và không có cơ thì cái đó cũng bị đột quỵ như thường. Anna Khu, trường hợp này cô thấy có nhiều câu hỏi lắm rồi, nhưng mà cô sẽ lựa những câu hỏi nào mà nặng đó, cô sẽ trả lời trước. Và
Các cháu nào có câu hỏi nhẹ đó thì cô sẽ trả lời sau offline nha. Các cháu xin lỗi nhé. Thì cô sẽ cố trả lời offline những trường hợp nào mà không có bị nặng nhé. Sốt tê liệt lúc nhỏ, any Q. Chân phải giờ bị yếu, giờ càng lớn tuổi mình hỗ trợ gì? Ok, thì khi mà bị tê liệt và bị yếu, thì cái gì mà cơ bắp yếu thì các quý vị nghĩ ngay đến vitality, tại vì nó có nhân sâm, nó làm cho cơ bắp săn chắc hơn tới 92%, tại vì nó đánh vô gene của mình. Thì hỗ trợ tê liệt và kể cả những cái vị đột quỵ đó. Sau khi đột quỵ về rồi tê liệt nó nặng hơn á, làm cho chân tay bị yếu á, thì mình dùng vitality, mình không có tiền, có tiền tí nữa, mình dùng R2 để hỗ trợ cao cấp hơn, mạnh hơn chứ không phải cao cấp hơn, upgrade. Rồi, và nhưng mà luôn luôn phải dùng Lipac Nano ha, thì căn bản cho đột quỵ và hoặc là tê liệt cơ bắp, vitality cao cấp hơn R2, nhưng mà vẫn phải dùng dinh dưỡng cho tế bào là Lipac Nano. Và nếu mà có tiền luôn luôn Lipac Nano nó với lại đi chung, luôn luôn đi chung với White Span hoặc là Elocut, nó như là một cặp bài trùng, để mà nếu mình nói tốt đó, mình dùng cho mình không, mà nếu mà nói để có sức khỏe tốt Lipac Nano. Còn nếu mà mình muốn tối hảo đó, tức là tiếng Mỹ nó gọi là tốt là good, còn tuyệt hảo là optimal, được tuyệt hảo đó, thì mình phải cho thêm vô cái Elocut. Tại vì mình là cái thân cây, thì Lipac Nano nó là đất cho mình. Mình là thân cây, cái Lipac Nano nó là đất cho mình. Nhưng mà cái cây nó có ánh sáng mặt trời chiếu vô thì cái cây nó tăng trưởng nhanh hơn và khi nó cho ra trái nó sum xê hơn. Thành ra quý vị cứ liên tưởng như vậy. Cái cây nó sống có đất, nó sống chứ nó đâu có chết đâu à, phải không ạ? Nhưng mà cái cây mà muốn sum xuê và có nhiều trái và tăng trưởng nhanh, cái cây phải có ánh nắng mặt trời. Thì cái đó là Elocut của mình đâu quý vị ha. Nói vậy thì có nhiều câu hỏi là quý vị cứ, có những người mà chỉ muốn uống Elocut không uống Lipac Nano, và có những người chỉ muốn Lipac Nano và không uống Elocut, thì cô đưa cái trường hợp đó thì để quý vị tự quyết định cho sức khỏe của mình ha. Cầm Giang đang baby, đang sắp sửa có baby thì có dùng tea green và green shake được không? Cho tới khi nào có bầu thì phải ngưng tea green. Còn green shake thì cô không biết, nhưng mà theo định cô nghĩ là nên ngưng luôn, là lý do không phải nó độc hại cho cơ thể mình, nhưng mà tea green và green shake chưa có được thử nghiệm trên thử nghiệm lâm sàng trên em bé. Thành ra khi mà mình bắt đầu mình có bầu mình phải ngưng hết tất cả những thực phẩm bổ sung mình đang dùng, ngoại trừ hai thứ là Lipac Prenatal và Marine Omega. Tất cả các sản phẩm khác nghe nói như là Youth toàn là thứ tốt, tại sao bà bầu không dùng được? Tea Green tốt, tại sao bầu không dùng được? Và trong trường hợp này cháu còn nói một sản phẩm gì khác nè, Green Shake, nó là tốt cả, nhưng mà vì công ty mình chưa có xét nghiệm lâm sàng với những cái sản phẩm đó trên em bé, thành ra mình không dùng, có thế thôi, để bảo vệ em bé nhá. Cái gì sản phẩm mà chưa được minh chứng trên cái độ tuổi nào thì mình không được dùng, nó chỉ có đơn giản vậy thôi. Thành ra cô đã tư vấn với khoa học gia New Skin rồi, những người có bầu và sau khi có bầu xong mà cho em bé uống đó, tức là cái gì mà cho vô người em bé đó, là mình chỉ được dùng có hai thứ thôi, là Lipac Prenatal và Marine Omega của công ty, để bảo vệ đứa bé, sự an toàn cho đứa bé. Quý vị nhé. Phạm Nhạc, tiểu đường dùng sản phẩm gì? Thì cô có một bài nói về tiểu đường ở trên cái YouTube của cô là bệnh tiểu đường, cháu vô cháu xem nhé. Cô muốn cháu xem là tại vì tiểu đường là phải thay đổi ăn uống, tập thể dục và dùng sản phẩm bổ sung cùng một lúc. Còn nếu mà cô chỉ đưa sản phẩm cho cháu mà cháu không có kiến thức về cháu ăn uống sai thì cái tiểu đường, cái sản phẩm bổ sung của công ty này nó không hiệu nghiệm. Thành ra cô mời cháu lên xem cái bài tiểu đường trên YouTube của cô là Hannah Tran nhé. Ok. Chat Minh Trần uống Lipac mà không uống Marine Omega có được không cô? Không, không. Tại vì Marine Omega nó hỗ trợ khác, Lipac hỗ trợ khác. Cháu cho cái gì vô người cháu thì nó hỗ trợ đúng những cái gì của nó thôi. Cô sắp sửa lên nói về một bài nó có liên hệ tới Marine Omega. Marine Omega là một sản phẩm không thể thiếu được nhá. Cô sắp sửa nói một bài về cái đó, nhưng mà các cháu chờ đón xem nhé. Trong vòng hôm nay hay ngày mai thôi. Rồi, cô mới làm xong cái bài đó vì có lý do. Rồi, viêm gan B. Thì cái này đã được nói nhiều lần nhá cháu. Viêm gan B thì Yến Hoàng, mình dùng hai cái sản phẩm mà diệt khuẩn của công ty này đó là Vitality hoặc là tốt hơn nữa là R2. Nói đúng tiếng Anh là R2, thì tiếng Việt là R2. Thì Vitality hoặc là R2 diệt khuẩn. Cái sản phẩm thứ hai mà diệt khuẩn đó, virus đó, thì là Rishimac. Do đó mình dùng R2 và Rishimac để trị liệu cho cái người bị viêm bi. Nhưng mà tế bào cũng phải khỏe thì mới hết bệnh. Còn không khỏe thì cũng không có đi đâu, không có thoát được.
thì do đó vẫn phải dùng Life Pack Nano. Nếu mà hạ tiện còn có tiền lên tí nữa thì mình thêm ở White Span hoặc là Elox Youth VB nhé cháu. Nhưng mà hai sản phẩm chính đó, trị liệu đó là Life Pack Nano no. À, Square hoặc Hoài Thả Liti với lại Rishimax nhé. À, bảo đảm cháu luôn, tại vì cô đã có nhiều người và kết quả xét nghiệm chứng minh điều đó. Thành ra nên dùng cái đó để mà xuống thuốc tây, tại vì thuốc tây của cái bệnh VB vô cùng cực kỳ độc và nó đã làm liệt thận một cái cô bé này. Cô gọi là cô bé tại vì chắc mới 30 thôi mà có hai đứa con, và cô bé này rất là xinh đẹp và uống thuốc tây để trị VB. Tới lúc mà tìm tới cô thì thận đã bị hư rồi và có hai đứa con. Thấy thảm không quý vị? Nhớ tới cô bé đó cô còn muốn khóc. Rất đẹp, có hai đứa con mà cái người chồng bây giờ nửa khóc nửa cười, tại vì có hai đứa con còn nhỏ mà người vợ vô cùng bệnh liệt thận mà quý vị, phải đi lọc nhá. Lọc mà mỗi một lần lên lọc 4 tiếng một ngày, một tuần 3 lần thì quý vị nghĩ sao? Mặt mày xanh như cái là tàu lá. Quý vị hãy đi nhìn những người liệt thận đó, để thấy người ta như thế nào. Người ta thấy tội lắm quý vị nhá. Thì nói là như vậy. Ok, Thanh Bình Đoan. Cháu Phạm Nhạn, trĩ ngoại hay là trĩ nội đều dùng Life Pack Nano và Ven Formula cho nhé. Ok. Rồi tại cô thấy thì cô nói luôn tại câu này dễ. Ok, có nhiều câu rồi cô chỉ lựa câu nào mà ấy. Quỳnh Chi Nguyễn Nha, câu nào mà quan trọng thì cô trả lời nhanh nhá. Đau dây thần kinh. Dùng gì thì tất cả những cái gì mà liên hệ tới hệ thống thần kinh thì mình dùng Life Pack Nano và Elox Youth. Tại Elox Youth chống viêm. Do đó khi đau, khi viêm nó sưng lên thì mới đau. Thành ra Elox Youth nó chống viêm và nó liên hệ thần kinh, thành ra mình phải dùng vài thá li ti hoặc là Asquare. Thì cái đó là hai cái để trị liệu. Còn mà luôn luôn phải có dinh dưỡng đầy đủ là Life Pack Nano, nếu họ đo cái biophotonic scanner họ dưới 50.000 cháu nhé. Quỳnh Chi Nguyễn nha. Khô nước mắt dùng gì? Hồi nãy cô trả lời rồi nha. Hiền Hoa Phạm thì cháu phải nghe lại từ đầu, chắc cháu vô trễ hả? Ok rồi. Mắt mũi dị ứng rất nặng. Marjorie Phạm thì dị ứng rồi, mình nói từ nãy giờ nhá cháu. Cô nói lặp lại nhanh lần nữa tại vì cô nghe chữ rất nặng thì cô rất thương cái người này. Mắt mũi luôn. Ok thì Life Pack Nano có tiền lên Elox Youth. Cái đó là hai dinh dưỡng để cho cái bạn này. Rồi sau đó trị liệu là gì? AI Ethan Ultra với lại gấp GG với lại I Formula. Ok cháu, Marjorie Phạm. Canada bị Monica, chào cháu yêu của cô. Canada bị tuyến tiền liệt thì cháu dùng Life Pack Nano. Và cái đó là dinh dưỡng cho cái bạn này nhé. Còn nếu mà đi thẳng vô cái tuyến tiền liệt thì mình có cái... ok, Prostate Formula. Trời ơi, xém quên. Tại vì... ok, xém quên. Prostate Formula là cái trị liệu cho tiền liệt tuyến cháu mà bị sưng, bị viêm. Nếu bị viêm nữa thì phải lên Elox Youth nhé. Nếu mà có những người bị sưng thôi mà chưa bị gì, chưa bị cả đó thì phải lên Elox Youth để chống viêm nhá. Ok, thì Life Pack Nano, Elox Youth và Prostate Formula đó cháu Monica Nguyễn. Cảm ơn Thục Uyên, cháu, you welcome. Sau khi mổ vú cổ cường giáp, sản phẩm nào hỗ trợ? Ái Tuyết Hằng, Life Pack Nano nha cháu. Ok, còn nếu mà thường thường các quý vị nếu mà nói về ung bú đó, cái thứ mà nó chống ung bú là cái gì quý vị? Là Rishimax nhá. Thì cái bạn này nên dùng Life Pack Nano thêm Rishimax. Có tiền thì dùng thêm White Span thôi nhá. Jenny Nguyễn, Vertigo thì dùng cái gì? Cháu ơi, tất cả những cái hệ thống mà nó liên hệ tới thần kinh mình ha, mình dùng White Span với lại xin lỗi, cháu chẳng ở Mỹ, Jenny Nguyễn, Elox Youth cộng với lại Vitality hoặc là R2 nếu có tiền, thấy cháu. Mà tuyệt vời hơn nữa lên Life Pack Nano. Ok, thì hà tiện nhất là Elox Youth cộng với Vitality. Mình có tiền hơn một tí thì mình có thể hỗ trợ được tài chánh á. Thì lên Life Pack Nano để cho cái này nó hiệu nghiệm nhanh hơn cháu nhá. Thị trường Việt Nam trên 60 tuổi xương gấp khối đi không được.
Thành ra cái này cô trả lời trước, tại vì trường hợp nặng nào ha, 60 tuổi thì mình có marine, tất cả những cái gì mà về khớp gối bị sưng á, bị sưng thì mình dùng A-lốc white span nhá. Rồi sau đó nó liên hệ tới đầu white span mà bên ok bên đầu bên liên hệ tới đầu gối, cô tính nói là cartilage, nhưng bên Việt Nam không có cartilage. Cartilage thì mình dùng white span với lại rishi mark cháu nhá. Ok. White span với rishi mark mà có tiền nữa thì mình lên Life Park Nano và Marine Omega. À ha. Marine Omega hỗ trợ đầu gối. Quý nhị cháu nhá. Thành ra cô đi ngược trở lại. Life Park Nano, No Life Park cộng với Marine Omega. Rồi, Marine Omega, tại vì Marine Omega hỗ trợ cái khớp với lại sưng. Còn chống viêm là white span thì cháu cho dùng hai cái thứ đó. Có tiền thêm tí nữa thì lên Rishi Mark, Rishi Mark cũng chống viêm. Có nhá. Nga Phan. Rồi. Hồng Cúc Võ, 40 tuổi, Việt Nam bị cục bú ở trong ruột, cắt bỏ bú rồi thì có sản phẩm nào hỗ trợ? Thì tất cả các sản phẩm trị ung bú là Rishi Mark cháu. Ở Việt Nam thì có Rishi Mark, cháu dùng Rishi Mark nhé. 2 cho tới 4 viên tùy theo bú nhiều hay bú ít trong đường ruột, và dùng Life Park Nano. Còn nếu không có thể không có Life Park với Marine Omega đó thì cháu có thể dùng White Span nhé. Thúy Võ, cô mới trả lời về về mỡ trong máu rồi đó cháu, thì gan nhiễm mỡ với mỡ trong máu dùng cùng sản phẩm như nhau cháu nhé. Cháu coi coi ngược lại cái bài của cô. Hiền Hoa Phạm, men gan cao dùng cái gì? Thì cháu ở Mỹ thì cháu dùng detox, mà nếu cháu ở Việt, detox là đi thẳng vô gan. Và cái detox của mình cô rất là ngạc nhiên, không hiểu tại sao công ty mình bán được với cái giá vô cùng không mắc, là chỉ có dưới 30 đô thôi mà trị gan, trị tất cả những cái vị mà bị viêm gan, tất cả những cái gì gan, men gan cao. Mẹ cô bị men gan cao vì uống thuốc tây nhiều quá, và detox là nó trong vòng 1 tháng nó xuống luôn, từ gấp cao cao gấp 10 mà trong vòng 1 tháng xuống luôn bình thường. Cái detox của mình mà chỉ có 25 đô một lọ thôi, nó tuyệt vời tới như vậy. Mình rất là may mắn mà ở Mỹ và công ty nó có cái sản phẩm này, nhưng mà quý vị nào Việt Nam mà men gan cao vẫn có thể dùng được R2 nhá. Ok. Nhưng mà luôn luôn cô nói một cái đó là trị liệu, nhưng mà luôn luôn phải có Life Pack. Cô phải nhắc đi nhắc lại hoài, tại vì quý vị dùng cái trị liệu mà quý vị không có cho dinh dưỡng cơ thể mình thì nó không có hiệu nghiệm. Ha. Rồi, Bùi Nho, cao huyết áp, hở van tim đi chung với nhau ha, thì đây là cũng vậy thôi. Thì cao huyết áp và bệnh hở van tim thì phải ăn uống thay đổi đàng hoàng trở lại. Cô có một cái bài nói về cao huyết áp. Nó nằm thì khi trong cái bài này cô cũng có nhắc về tim luôn. Thì cô cái bài là cao huyết áp hỗ trợ về trị liệu nó trong cái YouTube của cô, cháu phải vô nghe, tại vì nó gồm có thay đổi ăn uống đó. Thành ra uống sản phẩm bổ sung mà không thay đổi ăn uống thì không hỗ trợ được, thì cháu chịu khó vô nghe cái bài đó của cô nhé. Nó là 30 phút nói chuyện đó cháu. Rồi ô Mai Chi Nguyễn, ung thư tử cung. Rồi thì đa số các cái gì mà tất cả bị ung thư đó quý vị, nó có một công thức duy nhất thôi, để quý vị có kiến thức luôn nha các bạn mình mà đang làm New Skin. Thì nếu mà nói về ung thư tử cung đó thì mình luôn luôn mình có cái tất cả những ung thư nữa ha, thì mình luôn luôn là có Life Pack Nano, Elocute, Rishi Mark 4 viên nếu mà ung thư từ giai đoạn 2 trở lên. Tại 2 viên là chỉ cho những người chưa bị ung thư phòng chống thôi, còn nếu mà đã bị ung thư rồi thì nên 4 viên trở lên. Và mình đã biết có trường hợp ung thư dùng 8 viên cả 2 năm nay mà không sao cả và khỏe mạnh ra hơn mỗi ngày nha quý vị. Thì đó là minh chứng rõ ràng mà mình mắt thấy và mình mới dám chia sẻ ở đây quý vị nhé. Thì cái vị này bị ung thư ốc nữa. Thì ung thư giai đoạn 2 trở lên thì mình dùng 4 viên Rishi Mark, Life Pack Nano, Elocute, Rishi Mark và Tea Green. Và đó là công thức căn bản cho bệnh ung thư cháu nhé. Ok. Thì bây giờ cũng hết giờ rồi, nhưng mà bây giờ cô phải xin các cháu, Trần Bảo Yến nè, con này cũng em bé, thành ra cô phải trả lời cái câu cuối cùng tại nó liên hệ tới trẻ con. Bên Mỹ, hen suyễn lâu, nổi mẩn đỏ, dùng sản phẩm gì? Cháu, em bé 8 tuổi ha. Ok, thì Trần Bảo Yến dùng cho bé này dùng cái chân gà mò là một, để cái tất cả những cái gì mà hen suyễn là tại vì cái hệ thống miễn nhiễm yếu cháu. Làm sao mà đem được cái hệ thống miễn nhiễm lên cao là đứa bé sẽ khỏi và không có bị lệ thuộc vào thuốc tây, tại vì thuốc tây mà trị hen suyễn rất là cực kỳ tai hại nha. Thành ra dùng chân gà mô cho 8 tuổi, khi nào mà 10 tuổi trở lên thì bắt đầu lên Lifactin nhé. Thì chân gà mô là bây giờ, rồi G3, G3,
Cháu nhé, đó là hai cái mà để nâng cái hệ thống miễn nhiễm của bé này lên, và dùng thêm cái AI Ethan Ultra nha cháu, cho cái bé này. Cordimax á, thì nó hỗ trợ hen suyễn cho người lớn. Ở trẻ con á, mà 8 tuổi thì cái liều lượng của Cordimax là 4 viên một ngày cho người lớn. Thì cái bé này 1 tuổi thì cháu có thể cho dùng nửa liều, hay là cho dùng một liều, một viên thôi, cho nó chắc ăn ha, một viên mỗi ngày đều đặn. Thì cái đó là công thức cho cái em bé 8 tuổi này nghe cho Trần Bảo Yến. Ok. Rồi bây giờ cô xin phép cô xuống, tại vì hôm nay cô rất là có nhiều việc phải làm. Thì bạn nào mà đã lỡ lên mạng hôm nay rồi mà cô chưa trả lời thì cô sẽ trả lời offline nha quý vị. Thì cho cô tối nay hoặc là ngày mai, chắc phải ngày mai, từ đây tới tối cô rất là bận. Rồi, xin thân chào quý vị, chúc một ngày thứ bảy sức khỏe tốt. Săn sóc chú sức khỏe chủ động là một trách nhiệm quý vị nhé, đối với bản thân mình và đối với gia đình mình. Tại vì mình khỏe thì mình không là gánh nặng cho gia đình mình, và mình giúp đỡ được những người mình yêu quý, những người trong gia đình mình như con cái, chồng con mình chẳng hạn nhé. Thì săn sóc sức khỏe chủ động là một trách nhiệm nếu mình thương yêu gia đình mình. Rồi, xin thân chào quý vị một lần nữa và cô xin xuống nhé. Xin chào ạ.